Việc lúc nào cũng thuận tiện nha, thuận lợi hết, sự vô thuận gió. Nè, ta lại bị lệch rồi, thấy không? Nhanh không mà nhanh. Đúng rồi. Rồi, thả chớn đi, nghiêng vô dần dần, quan sát kỹ. Có thể mình vô làng trong cùng cũng được. Chậm lại, 60. Rồi, em thấy biển 60 chưa? Trên này coi cái cục bắn máy bắn này thấy không, nhớ để ý mấy cái đó nha. Tốc độ và biển báo tốc độ thì mình giảm dưới tốc độ cho phép thôi, đừng có cao quá. Rồi em coi có mũi tên là màu xanh này, mình đi vô màu xanh đó này, đúng rồi đó, thấy không, đi thẳng xe trắng. Còn xe mà nó vướng lại thì mình chuyển vậy thôi. Nhớ cái ba game nó mở lên mới đi nha, gồng đi tiếp. Rồi bây giờ đến mình sẽ chiến đấu nè, thấy không, cái mũi tên về phải của Vũng Tàu ha. Rồi mở xi nhan luôn, em giảm tốc độ lại nè, vô cua nè. Ở ngoài đây thì mình khúc này mình ra là ngoài khu dân cư, từ cao tốc ra các bạn. Cao tốc ra là các bạn đi ra quốc lộ 51 là ngoài khu dân cư nha. Em để ý bên trái luôn, đúng rồi, ngó trước cả. Chú mang quạt. Rồi ok, đi tiếp. Ở đây em được 3 làn đường, em đi thấy làn nào trống em đi, thấy không? Bây giờ nó mất làn rồi, khúc này ra là các bạn không có thấy một cái làn nào luôn. Thì khổ đi. Nó đâu mình phải dìu cái tay lại cho bạn để ổn định lại nha bạn. Rồi để ý nha, hai bên nha. Đó, xe nó băng máy qua kìa, thấy không? Xe máy nó băng qua. Chà. Cung đường quốc lộ 51 thích hợp cho các bạn lái mới, đặc biệt cảm giác mạnh. Và thứ hai nữa, nâng cao kỹ năng lái. Nó có nhiều tuyến đường lắm, các bạn đi bộ túc ta lái Vũng Tàu nó nhiều tuyến cho các bạn đi lắm. Nếu mà đi theo cái lộ sắp xếp của mình, các bạn sẽ mau cứng tay lái, cứng tay. Rồi em thấy trống thì có thể chuyển làn, chuyển làn trống, chuyển làn trống chứ không chạy một làn. Quan sát trống chưa, đúng rồi, bẻ nhẹ thôi nha, không có lắc nha. Các bạn chạy mấy bạn lắc quá, có bạn chạy của mình khi các bạn chở người nhà không chịu đi. Có cái tật là hay gấp bạn nhẹ vậy. Tiếp tục làn thứ ba này mình sẽ gặp đối phó với xe máy, thấy không? Còn làn đầu tiên làn số 1 là bìa con lương, thấy không? Khi mình đi thẳng là mình sẽ chủ động thấy đèn xanh đỏ là mình chủ động từ làn 1 phải qua làn 2, hoặc làn 2 đông mình có thể chuyển qua làn 3 để mình đi vô vậy thôi. Ok, làn này mình đang đi được tốt nên mình đi. Trên thấy làn thứ ba mà đông em chuyển qua làn trái vậy thôi, mở xi nhan trái. Rồi em tự chuyển tốt, ngó trước không tập trung sao nữa, quan sát tín hiệu đèn. Đó, đèn đỏ luôn nhá. Tại sao mình hay chọn cái tuyến đường Vũng Tàu là cái tuyến đường bổ túc tay lái nâng cao? Thứ nhất, các bạn sẽ học nhiều điều lắm. Nếu các bạn qua địa điểm mình đã hẹn, các bạn sẽ học những cái cung đường đông, dòng xuyến, đường chợ, gầm cầu, đại lộ Võ Kiệt. Đặc biệt là mình sẽ xuống dưới hầm Thủ Thiêm, thấy không? Xuống dưới hầm bắt buộc nha, các bạn phải bắt buộc xuống hầm phải thao tác như thế nào để các bạn biết. Mai mốt có hầm, có cao tốc nữa. Và đặc biệt nữa, ga Mai Chí Thọ. Qua Chí Thọ xong xuôi mình lên lại cao tốc, lên cao tốc bắt buộc mà các bạn phải học. Sau này ở Việt Nam mình cao tốc sẽ nhiều, nhiều cao tốc lắm, các bạn phải đi cho đúng. Đó, cao tốc xong, quốc lộ 51, cung đường do mốt. Rồi quốc lộ 51 xong, không đi giữa đi, giữa đi nè, thầy chỉ nè, có phải chính giữa chấm không?
rồi tại sao không đi chính giữa, tự nhiên đi qua làn số 1. Các bạn lưu ý nè, khi mình đi lái đường không phải nhất thiết mình phải đi qua làn số 1. Mình lúc nào cũng đường số 1, không cần. Tôi đi tuyến đường nào mà nó trống, con đường này trống, tôi có thể chui vô hẻm nhưng mà tôi đi nhanh hơn cái tuyến điều chỉnh. Có cái clip mình đã review, mình có quay nhưng mà mình chưa đăng. Cái clip là đến ngã ba rồi, ngã ba cái đến ngay chỗ đá Ba Chồng á, à Đồng Nai đá Ba Chồng, mình đi đường ở trong, mình né cái gọi là đèn xanh đèn đỏ, rất hữu ích luôn nha các bạn nhớ đón xem nha, mình chưa đăng kịp, liên tục bị dài liên tục chưa có thời gian đăng luôn. Không phải đường này có một mình chạy không? Nãy làn số 1 có 3-4 xe chạy đúng không? Tự nhiên qua mình nói chạy chi? Thế bao quý khách vừa rồi hiện đang thủ phê trên ta lái vô lăng, xin quý khách vui lòng gọi lại sao. Ở đây là tối đa xe ô tô con là 90, nhưng tùy theo khả năng của các bạn, ta lái của các bạn cỡ 80 là đủ. Hiện tại mình tốc độ là đang 80. Ông kia ông gọi mà ông không tắt máy nữa, càng rung nó càng lên chân, càng là tốc độ. Đây không được nó tắt máy. Thấy giao thông bắt bên đường à? Đó, thấy giao thông bắt bên trái. Đó, đi là phải cặp mắt mình phải nhìn quan sát nhiều lắm, nhìn đến bên trái luôn, bên hướng khác luôn. Đường học với mình nó hơi bạo lực chút xíu, là cái tốc độ á mình cũng ít hạn chế lắm, mình vẫn cho các bạn phát huy. Thứ nhất, nhiều khi các bạn lái tốt cái đè cho các bạn chạy một lane một, và thứ hai nữa có một cái tốc độ 60 đi gì sao mà cứng tay lái được. Đã bổ túc nâng cao thì phải trải nghiệm những cái cung đường, làn đường, chuyển làn, xử lý các tình huống tốc độ này nọ, đúng không? Để các bạn vững tay lái, để sao các bạn lái tốt, các bạn chuyển đường tốt. Có phải là mình không chỉ các bạn là mai mốt các bạn chuyển làn đường các bạn ép ta nguy hiểm. Rồi em từ xa thấy cái đèn chớp vàng vàng không, là chỗ đó sẽ nguy hiểm, em cứ đi bình thường thôi. Thì lúc này em phải tập trung là phía bên tay phải, tại vì nó có một lối tắt ra, lối băng qua, em phải để ý bên phải. Phía bên phải có nhiều xe nó đang chạy, nó đâm thẳng qua xẻo qua luôn, em phải để ý. À, còn thứ hai, người băng qua đường, bên kia băng qua băng lại nữa, phải để ý kỹ. Đúng mà thủ nhân thắng là tốt. Rồi, chống chưa? Chống thì chuyển qua ga vậy thôi, có gì đâu. À, vừa dưới quê lên lôi đầu đi đi tập lái xe mệt. Còn mấy bạn nào đi sớm đang còn ngủ nướng, thầy kêu lôi đầu dậy đi bố túp tay lái. Em đi rồi thấy nó giảm không? Và đặc biệt nha, mình đây mình sẽ nói nhắc lại cho các bạn nè, cái trạm thu phí nè, em thấy tốc độ 50 không? Rồi cứ chậm lại. Ở đây mình đang quay cái khu trong đây thôi, nhưng mà có thể mình sẽ làm clip sau. Tốc độ 50 không? Em đi 50 cho thầy. Ở đây nó cấm biển tốc độ 50 nha, trong ngay chỗ gần trạm thu phí nó mở trạm rồi, nhưng mà nó cấm cái biển 50 kiểu này là tôi không đồng ý. Nên các bạn nào mới chú ý nha, mở trạm quên trên quốc lộ 51 từ cao tốc đi ra, bạn nào không biết cứ thấy mở trạm các bạn đạp tốc độ cao đi rồi các bạn sẽ bị bắn nha. Giảm lại, coi chừng nó núp trong cái cabin nó bắn luôn. Các bạn lưu ý nha, mình nhắc lại lần nữa, trạm trên quốc lộ 51 này, đây mình quay ra luôn cho các bạn, mở trạm rồi nhưng có cấm biển báo 50, mà các bạn mà cố tình mà chạy đi nhanh đi cái cảnh. Rồi em mở xi nhanh trái ra, chống không? Chống thì qua. Rồi đúng rồi, tại sao hết cái biển báo giới hạn rồi. Rồi em đi bình thường, giảm lại.
hết biển báo giới hạn rồi. Cái này gọi là giảm biển báo này mà mấy anh mà trong đứng ở đó mà bắn cái kiểu này là cũng không được. Đã xả chạm rồi mà còn cấm biển 50 nữa. Cái kiểu này là cũng nguy hiểm cho những anh em tài xế. Anh em tài xế nào mà mới hoặc là cũ à, cứ quen cũng đến đó chạy nhanh, mới mở chạm rồi chạy nhanh rồi tới công chuyện nha các bạn ha. Đó. Rồi em có thể chuyển lên đường. Cộng là đó. Là dưới là cả 80 nha bạn. Mình vẫn cho các bạn phát huy cái tốc độ trong phạm vi cho phép mình xử lý được thì vẫn cho các bạn đi, tại bổ túc nâng cao mà. Đúng không? Để hai bên nha, có xe bên kia nó quay đầu phải cẩn thận. À, rồi em chuyển làn qua trái. Ổn tốt. Phải tập cho các bạn chuyển làn các bạn mới quen được. Nói chung á, nâng cao thì phải phát huy cho các bạn. Các bạn nào yếu thì mình sẽ có lựa chọn cho các bạn để nâng cao hơn. Các bạn nào lái tốt thì mình sẽ cho các bạn trong chừng mực cho phép. Và đặc biệt các bạn nằm ẩu là tôi là lái yếu ha, tôi không sợ bất cứ bạn nào lái yếu, tôi không sợ bất cứ gì. Lái yếu người ta yếu người ta mới đi bổ túc ta lái chứ, lái yếu mà cái lên la người ta là đâu được, đúng không? Khi các bạn lái yếu thì các bạn mới đi bổ túc, các bạn lái cứng thì kiếm tôi chi, trời ơi là trời đó. Nên nhiều khi các bạn la người ta cũng không được, nên các bạn nhưng riêng đối nhưng mà ấy, ông lái tốt mà lái ẩu là tôi la à, tôi chỉ luôn cái điện em thấy vậy trước mắt vậy nhưng mà không phải vậy đâu, nhiều thứ lắm. Coi đang đường là xe đông giảm lại, em giảm lại coi chừng xe công nó qua rồi em đi tiếp. Để ý nha, rồi đi tiếp đi đi, nhớ để ý xe chuyển làn và bóp kèm ha. Rồi em chuyển làn vô làn giữa luôn, tập cho nó quen vô làn giữa tốt. Đó, các bạn mình vẫn cho các bạn chuyển làn tập vô làn trong luôn. Rồi kiến đúng rồi đó, mình chuyển từ 1 qua 2, 2 qua 3, nhưng mà với điều kiện từ 1 qua 2 rồi xong qua 3 bóp kẹp, từ 2 qua 3 là phải quan sát thêm lần nữa chứ không phải là ẩu là từ cái một ẻo ra luôn. Có đó dành cho những anh em lái tốt, người ta sẽ quan sát. Em giảm lên nè, từ từ coi chừng xe này sẽ lấn qua đó, thấy không? Thấy chưa? Tại sao? Đơn giản thôi, các bạn phải đọc được cái tình huống của xe phía trước. Thấy không? Yeah. Ví dụ có xe dính giữa đông hoặc có xe quay đầu thì người ta sẽ chuyển làn vô đây. Rồi, em đi tiếp. Giảm lại em, coi chừng lách qua. Thấy không? Xe đó định lách qua thấy mình lên. Thấy chưa? Rồi. Mình chỉ luôn cho các bạn là khi các bạn quan sát là quan sát những cái tình huống phía trước của xe phía trước luôn. Đọc được cái tình huống của xe phía trước luôn chứ không phải là đọc cái tình huống của mình đâu. Thấy không? Rồi em giảm lại luôn đi, giảm lại luôn. Bảo đảm anh công này anh sẽ qua luôn. Em giảm lại cho anh ta qua. Qua đi anh. Rồi đi tiếp. Rồi anh này cũng qua luôn. Qua nữa đi anh. Chậm mà chắc.
an toàn. Đúng rồi. Em giống như là thầy chỉ cho em cái đọc tình huống. Bây giờ đông đúng không? Hồi nãy em chạy nhanh đúng không? Bây giờ đọc được tình huống. Không phải là chạy nhanh là chạy tốt đâu. Em phải luyện luôn là đọc được tình huống của người ta và xử lý đâu 3-4 cái tình huống trở lên thì em mới là tốt được. Em mới có kinh nghiệm được. Các bạn nào cũng vậy. Có nhiều bạn mới đọc được một tình huống, hai tình huống rồi. Tình huống thứ 3, thứ 4 trở lên là bạn bị gối. Không sao cả. Ai cũng vậy. Lên mình sẽ chỉ cho bạn đọc được nhiều tình huống. Nhiều khi vừa lái vừa xử lý tình huống và vừa ngó gái luôn. Thấy ghê không? Đó, muốn học ra em chiều đó không? Rồi giảm lại nè nọ. Thấy không? Xe kia dê thấy không? Tốt. À, mấy luyện là phải luyện là đọc được nhiều tình huống phía trước luôn. Kinh nghiệm mới có thì các bạn phải kinh nghiệm ở đâu ra? Kinh nghiệm là các bạn phải lái nhiều các bạn mới có kinh nghiệm. Còn mới lẻ nhất là kinh nghiệm là các bạn phải đi bộ túc ta lái để lấy kinh nghiệm, để có thầy hướng dẫn cho mình, chỉ cho mình những cái kinh nghiệm và tùy theo thầy nữa. Thấy không? Tùy theo thầy nữa thì các bạn gắng cố gắng kiếm cái thầy chuyên về đường trường sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn là cái thầy trong xã hình hay nào. Thấy không? Mình nói thiệt. Nghe không? Chứ không phải là mình nói là để cho các bạn đi theo đăng ký mình đâu. Tôi nói thiệt. Thấy không? Nhiều khi mình bận lắm. Với các bạn mình đã nói rồi, những cái clip mình nói luôn, các bạn cứ nên bổ túc những cái thầy nào mà đã dạy cho mình rồi, quen rồi, cái cử chỉ của mình rồi, đã kèm cho mình thấy dễ thương, các bạn đăng ký không cần phải nhất thiết là phải học theo ông thầy toàn. Mà đó trước nhà học với tôi là đợi lâu lắm, gắng chịu à. Thì cũng ở đây cảm ơn các bạn nhiều, cũng tin tưởng để cho mình đào tạo, cho mình hướng dẫn. Và đặc biệt nha, có mấy bạn hỏi nha, ủa thầy bên thầy có đào tạo không, dạy lái xe mới không? Có chứ. Mình dạy đào tạo, nếu mà mình chống lịch mình sẽ kèm cho các bạn học mới. Còn nếu mà mình bận mình sẽ bố trí cho một thầy của bên hình sẽ kèm mình xuyên suốt luôn. Thấy không? Cái kèm mình xuyên suốt, nhưng mà mình cũng phải quản lý, mình phải coi chứ. Thấy không? Như thế nào? Nghe các bạn lưu ý nha, vẫn nhận hồ sơ nha. Đặc biệt mình nhận hồ sơ là mình vẫn cho học viên là thi gần trung tâm thành phố chứ không có đi xa nha. Có nhiều trường hợp là đi xa lắm. Thấy không? Tự ai nấy biết, bạn nào coi đã biết rồi. Thấy không? Mình là cho trung tâm thành phố. Cái nào ra mình nói thẳng ra đó luôn. Được làm trước mới làm sau, cái giá cả mình nói thẳng luôn. Thấy không? Các bạn nào cứ vô comment. Đặc biệt nha, bên mình là có phương châm gần thì mình mới nhận, còn xa các bạn nói với tỉnh mình chỉ qua những cái trung tâm uy tín cho các bạn, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải bắt buộc em về đây đi rồi thầy chỉ rồi đưa rước ra, không có đâu. Các bạn nào đã hỏi mình đã biết rồi, các bạn cứ comment lên dưới. Các bạn nào gần chỗ mình mới nhận, còn xa quá mình sẽ giới thiệu cho các bạn chỗ gần, nhất là cự ly. Bạn gần ở đâu, bạn khu vực nào, bạn đăng ký học đó cho mình. Bạn lấy yếu thì cứ kiếm mình. À, còn bạn nào tin tưởng mình cứ học thì cứ qua bên mình, chịu khó mình qua mình sẽ chịu khó dạy cho các bạn. Rồi ok, đây là bộ ngọc với đây tiếp tục. Bạn này xong xuôi đó, đó chuẩn bị là mua xe rồi ha, kèm xong là về rồi tự tin mua xe vậy thôi. Nhớ quan sát đèn nha, quan sát bản báo nha. Rồi tốt, ok. Các bạn nói suốt luôn, khàn tiếng luôn mà không nói không được, tại hướng dẫn mà, hướng dẫn cho các bạn mà phải chỉ cho các bạn, phải nói cho các bạn hiểu, cho các bạn tập trung, các bạn quen. Nhiều khi các bạn nói là thầy nói nhiều quá là học viên mất tập trung, dám đâu, tôi nói là nhỏ nhẹ sao mất tập trung được, nó phải la đâu mà mất tập trung, đúng không? Nhiều khi mấy bạn ngủ buồn ngủ tôi phải nói cho các bạn tỉnh, nhiều khi phải hát cho các bạn nghe nữa. Thứ nhất, cái tâm lý các bạn rất quan trọng đối với vấn đề đi học, đi thi, đi cử, đi lái xe cũng vậy. Tâm lý các bạn thoải mái, ổn định thì các bạn cái công việc cũng gì, tâm lý các bạn ổn định thì các bạn thoải mái, đầu óc các bạn dễ làm, tiếp thu được. Còn các bạn đang chết cha tôi bị tâm lý, rồi tôi bị chửi tôi này nọ, các bạn làm không được. Tôi nói thiệt, cái tâm lý rất quan trọng trong bất cứ nào. Vô phỏng vấn gì, vô bị tâm lý sao phỏng vấn được, thấy không? Vô lái xe vô bị tâm lý sao chỉ lái được.
Nhưng mà cái tâm lý của các bạn mình phải giải quyết là cho các bạn hết tâm lý rồi mới học, mới lái. Chứ không phải là các bạn bị tâm lý mà ép các bạn học lái, các bạn đâu vô được. Rồi, ok nha. Nhớ quan sát thấy không? Nó nói với mình, nói chuyện với bạn nhưng mà mình để ý hết á. Mắc ghê. Rồi, chuyển làn đi. Mê mê cái gì nữa. Liếc trước liền. Rồi bên trái trống thì qua luôn. Khoan, có xe nó qua trước rồi. Thấy ghê không? Nè, cái xi nhan thầy nói rồi. Hiểu không? Xi nhan là có chớp 3 cái, đúng không? À, mở xi nhan mình nói nhắc lại luôn nha, xi nhan bật nhẹ nó chớp 3 cái nó tắt. Bật mạnh là chớp luôn. Do bạn ấy tắt mạnh quá nó sẽ bật qua cái chớp 3 cái thì đợi chớp 3 cái xong đi rồi mới tắt. Nó không tắt thì mình tắt. Các bạn bật qua lại tới sáng luôn. Tôi có một bị một vụ ông hôm mai ông chửi kìa. Bật qua bật lại ông hôm mai ông lại qua lặng lại xe luôn. Tôi rồi. Tôi ngó kính vô hậu tôi thấy ông bất cười quá. Ông lên ông chửi. Lái kiểu gì vậy? Xi nhan kiểu này tôi không biết được, ông chạy đâu đường nào luôn đó. Học viên mới anh ơi, anh thông cảm. Xi nhan bật qua bật lại sợ. Hôm mai lạng qua lại không biết, vừa mới lạng qua đây cái mở xi nhan trái, vừa mới lạng qua đây cái mở xi nhan phải, không biết đường đâu chạy. Lên chủ quá trời. Cười không. Rồi ok mọi người nha, kết thúc video clip đây. Các mọi người nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bấy lâu qua đã xem những video clip của mình. Bạn nào đã xem video clip của mình, coi xuyên suốt của mình hết thì các bạn nhớ cho mình đăng ký nha. Cái chữ đăng ký màu đỏ dưới đó, các bạn bấm vô. Có nhiều bạn coi quá trời luôn mà không chịu bấm đăng ký, buồn ghê. Nó mất cái lượt tương tác của mình hết rồi. Rồi bye bye cả nhà nha. Rồi chống thêm cái chuyển làng.